là sân phun TikTok được mình sử dụng. Sân phun TikTok này sử dụng được nhiều cho chất liệu như là gỗ, nhựa, kính, mica, có thể dùng cho trang trí nội thất, văn phòng đều được. Sơn có nhiều màu đa dạng, màu sắc tươi sáng và có độ bám dính cao, nhanh khô, bền màu nên rất dễ sử dụng. Và sơn dễ dàng có thể tìm mua tại các cửa hàng hoặc các trang thương mại điện tử như là kimtiến shop.com hoặc là shop trên Shopee.